đấy là một vị tướng tủ của Dota. Ừ. Thì anh ta rất hay sử dụng trong cái chế độ đấu xếp hạng. Thì việc mà sử dụng Kassadin này, tướng di chuyển ra đó mà thôi. Optimus đang gặp nguy hiểm, ngay lập tức lao tấn công Optimus. G4 còn tốc biến, còn hồi máu, chắc chắn sẽ tốc biến lên lấy nốt cái điểm hạ gục này. Chiến công đầu dạy và Nuni sẽ bị phát hiện tầm nhìn. Ồ, nhà có điều kiện à? Đấu nhau trong pha thi đấu này không thực sự xanh sao nha. Từ từ nha, không ổn lắm. Cầu đặt rất đẹp nhưng mà Levi vừa tốc biến thì phải. Tôi thấy rằng anh ta tốc biến thật mà, anh ta hất tung được G4 và G4 chết. Mà tôi cũng không hiểu vì sao G4 lại chết. Thế là tôi kém hay là dễ đoán? Nó rất là dễ đoán ra, bởi vì đúng cái thời điểm con mùa xanh thứ hai vừa bị chết. Nó đúng vào cái khoảng từ phút thứ 7 đến phút thứ 8. Tốc biến nhưng Achi tốc biến không ổn rồi. Anh ta tốc biến dọc như vậy không thì không thể đem chưa lại được thường. Giá như có cấp độ 6. Nhưng trước khi Achi nằm không, Achi không nằm. Một cái điều kỳ diệu ở đó. À đúng rồi, No Way hạ gục của đối phương và Achi lên cấp độ 6. Anh ta được cộng thêm máu. Bây giờ thì Optimus đến. Nào này thì tháng cô hồn này, không biết ai đỏ hơn ai đâu mà. Cuối cùng thì có vẻ như chúng ta sang bên Thái rồi. Thì khi bên Thái công, Achi ngăn cản được, né bô la băng, né đại băng tiễn, chói được cả Sejuani. Chúng ta có thời cơ để phản công, cần có một ai đó đến. Nhưng khi Orianna đến đây, tôi nghĩ là hai người này nên Optimus là người đến trước. Quá tuyệt vời, chúng ta sẽ không bị một ai nằm số cả. Nhưng nên lùi về trụ, đừng quá xa đà. Achi nằm mất thôi, Achi đã nằm, Achi sẽ nằm. Nhưng nó nằm bởi quả cầu của G4 thì nghe chừng hơi nguy hiểm hơn một chút. Đây là một pha thi đấu mà rõ ràng các thành viên Gear by Marine nên lùi. Họ đã đạt được cái mục tiêu của mình là không để cho đối phương băng trụ thành công rồi. Nhưng Achi và những người đồng đội vẫn lao lên khi Optimus tới và Achi phải lên bảng điểm số khi nguồn sát thương nhỏ nhỏ đến. Levi đã mất đi tốc biến. Hình như anh ta cố đuổi một ai đó ở cái bụi cỏ trạc ba để rồi mất đi cấp tốc biến của mình nhưng không thể bắt được ai cả. Tốc biến đi vừa rồi. Warlock, ôi tốc biến lên. Cái gì đây? Gì thế này? Vừa phải thôi. Nào G4 xoáy, No Way cũng có tốc biến, không phải dịch nghĩ chuyển luôn Levi. Chắc chắn G4 sẽ nằm. Anh ta thi đấu quá là bất cần. Rượu nổ, rượu nổ đẹp quá trời đẹp luôn. Sejuani đã bị đóng khực lại ở đây. Trong khi đó trước đấy thì đồng đội của anh ta cũng đã nằm. Double kill dành cho Optimus và Optimus quay trở lại thật rồi. Triple kill, đây là một cơn ác mộng cho khu vực đường giữa dành cho G4. Băng này sẽ kéo và không bao giờ cán cân có thể bằng lại nữa. Từ từ, nhưng Ragaz đang gặp quá nhiều nguy hiểm ở đường trên. Anh ta có chiêu cuối, anh ta có thùng rượu nổ, nhưng anh ta cần phải tách hai người này ra với nhau đã. Ném thùng rượu nổ và tốc biến đi nào. Đúng là ném thùng rượu nổ và anh ta đã tốc biến thoát. Levi tới, Lloyd đã được búp cho mình một lượng máu lớn. Levi đóng khung lại bằng cái bô la băng hàn. Thùng chiêu cuối, play. Anh ta sẽ sống không? Anh ta không sống được. Nhưng cái giá trị mà khi Levi nằm xuống là nhiều. Khi mà ba thành viên của đối phương chắc chắn sẽ có quả lộc tuyệt vọng. Anh ta cũng không thể nào làm được gì hơn. Bạn ra giao tranh thành công, xong bạn ra ăn Baron các kiểu thì lúc đấy bạn trong cái thế thua bạn nhanh hơn. Thế thôi. Rồi, đường dưới, Nevan cực kỳ tự tin trước hai con quái vật này. Anh ta né choáng, anh ta quay lại làm choáng ngược lại Nuni luôn. Nhưng từ từ nhá, cái trụ là đau đấy, đừng đứng đâu lâu. Thùng rượu nổ hay và ngắt được Jisoo ra một cái nơi cực kỳ quan trọng. Jisoo sẽ nằm. Trong khi đó No Way tự tin quay lại với cái chiêu cuối ở dưới chân của Zyra. Anh ta tốc biến, anh ta upplay G4. Không phải là đối nhưng không rồi. Không không không, No Way đã nằm. No Way. Levi lao thẳng vào tấn công Lloyd và Lloyd chỉ là một chất tướng Ash yếu ớt. Thôi. Nào, đây là Optimus. Con Baron đang được hướng tới Nuni cùng với Warlock và G4, thậm chí là Lloyd đang đứng đằng sau. Họ muốn mở pha giao tranh này. Mus đang muốn bọc, muốn kẹp một chút xíu tấn công vào G4 và mất rất nhiều máu. Optimus bị tấn công, ấn được một Gatronia. Levi lao lên bị khực lại rồi. Nhưng vẫn có hất tung bằng chiêu cuối của Zyra. Chúng ta hơi mất đà. Tốc biến đi là Optimus. Chúng đại bằng tiễn là Levi. Jisoo sẽ làm choáng được. Nhưng cú xoáy đó quá đẹp bởi G4. Throw game rồi. Nevan bây giờ mới đến ở phía sau. Nghe chừng không nhiều sát thương lắm đâu. Trong khi đó bên kia một người nữa bị bắt lẻ. Đó hình như là Optimus. Anh ta không đảo thoát được. Ba người còn lại đang cố gắng lao đi. Sẽ là một con Baron dành cho Assassin Gaming. Cảm giác của tôi là như vậy. Nhưng chắc là sẽ không dám ăn. Giác là Achi hay Levi rồi cả Optimus, họ không thực sự ăn nhập để dồn sát thương vào trong pha thi đấu đó. Warlock đứng ở ngoài hang và anh ta phải trả giá. No Way đang dập dìu bắn từng đòn một, nhưng từng đòn của anh ta đều ẩn chứa nguồn sát thương rất lớn. Levi lao vào, Levi hạ gục được Jisoo cùng với No Way. Còn người nữa sẽ bị hạ gục, G4 sẽ nằm. G4 bị dính bùa đỏ, double kill dành cho No Way, triple kill dành cho No Way. Nevan ngày hôm nay và cả những ngày trước rất khoái cái mạng nhá. Rồi. Ôi, Optimus đến, lo chạy đằng trời. Này thì hit and run này. Ít nhất ở cái thời điểm này, chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt của các thành viên, từng cái thành viên của Gear by Marine trong những cái tình huống ngặt nghèo ấy, là khi họ cần phải thực sự là nghiêm túc thì họ đứng cái những cái vị trí cực kỳ chuẩn xác. Tất cả những người chơi, đặc biệt là No Way trong cái pha mà ngăn cản con Baron đấy, thì anh ta dập dìu đứng đằng sau Nevan
và không cố gắng bắn ngay khi Nevan tung ra hiệu ứng khống chế. Anh ta chờ từ từ và có được một pha lật kèo ở cái khu vực hang Baron đấy. Có lẽ không cần đến Optimus, không cần đến những cái pha anh ta la vào ăn được cái điểm mạng cuối cùng thì